Nga tiến thêm 2 km ở tỉnh Lugansk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này tiến thêm 2 km ở tỉnh Lugansk và kiểm soát làng Sergeyeva. Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục thất bại khi tiến công trên các hướng Donetsk, Lyman và Nam Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 7 thông báo. Trên hướng Nam Donetsk, các đơn vị của cánh quân Vostok đẩy lùi 4 đợt tiến công của địch gần Stamomey, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, GPR. Stamomey là thị trấn mà quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố tiến được 500 mét ở khu vực gần đó. Phía Ukraine cũng khẳng định không để mất vị trí, cũng như chịu tổn thất ít hơn về nhân sự và trang thiết bị dù Nga có ưu thế vượt trội về không quân, nhân lực, vũ khí và thiết bị. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong quá trình phản công thắng lợi, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 15 do Trung tá Bilo chỉ huy đã giải phóng Sergeyeva. Các mũi tiến công của quân ta trải dọc trên tiền tuyến dài 4 km, thọc sâu 2 km vào vị trí phòng thủ của đối phương. Gần rừng Seberina, các đơn vị thuộc Trung đoàn đổ bộ đường 0234 do Đại tá Vasily chỉ huy đẩy lùi một đợt tiến công của địch, gây thiệt hại cho lực lượng Ukraine rồi bắt đầu phản công. Các quân nhân Nga nhanh chóng tiến sâu 1,5 km vào vị trí phòng thủ của lực lượng Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, giao tranh dữ dội diễn ra dọc chiến tuyến sau khi Ukraine phát động đợt phản công vào đầu tháng 6, tung vào nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện và được trang bị vũ khí phương Tây. Ukraine tuyên bố giành lại hơn 210 km vuông lãnh thổ từ khi bắt đầu chiến dịch, tốc độ tiến quân của họ hiện nay được đánh giá chậm hơn nhiều so với đợt phản công chớp nhoáng hồi mùa thu năm ngoái. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine phải phát động chiến dịch phản công muộn hơn dự kiến do thiếu vũ khí, đạn dược và nhân lực, cho phép Nga thiết lập phòng tuyến kiên cố. Điều này khiến chiến dịch phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp do họ không muốn mất binh sĩ hay chịu tổn thất về vũ khí. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và quân đội nước này chịu tổn thất to lớn đến hàng chục nghìn người vì các cuộc tấn công liều chết. Ông Putin cũng nhận định phương Tây tỏ thái độ thất vọng rõ ràng khi cuộc phản công của Ukraine tới nay không mang lại kết quả nào. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.